Có thể thấy là tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tại các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là ở tại châu Âu và Mỹ thì vẫn còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Và hiện tại thì nguồn gốc của dịch COVID-19 dường như vẫn là một trong những bí ẩn, một ẩn số đối với rất nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới. Trên thực tế thì đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề này và gần đây nhất thì Tổ chức Y tế Thế giới về WHO đã tuyên bố chắc chắn virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có một nguồn gốc từ tự nhiên. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên. Chúng tôi đã nhiều lần lắng nghe nhiều nhà khoa học, những người nghiên cứu hệ quả và chủng virus này. Chúng tôi chắc chắn virus có nguồn gốc tự nhiên. Điều quan trọng là chúng ta xác định được vật chủ tự nhiên của chủng virus này. Mục đích chính của việc này là đảm bảo được chúng ta sẽ hiểu về virus hơn, hiểu được những điểm chung của động vật và con người và hiểu cách hàng rào loài người, động vật bị phá vỡ. Được biết, phát biểu của ông Ryan được đưa ra trong một cuộc họp báo khi ông được hỏi liệu WHO có tin rằng một phòng thí nghiệm tại viện nghiên cứu virus Vũ Hán ở Trung Quốc là khởi nguồn của chủng virus này cũng như tổ chức đã đưa ra hành động gì để xác định nguồn gốc đích thực của dịch bệnh. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta có thể học hỏi từ các nhà khoa học Trung Quốc, học hỏi về kiến thức và các phương pháp chữa bệnh để cùng nhau vượt qua đại dịch. Chúng tôi muốn thấy tinh thần đó tiếp tục. Trước đó, tổng thống Donald Trump liên tiếp đưa ra nhận định rằng virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay lập tức, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.